bơi thì phê mình nhỉ. Ừ, thôi khởi động đi rồi anh xuống bơi. Cần gì khởi động, tớ kinh nghiệm đầy mình. Tớ biết bơi từ năm lớp 3 rồi đấy. Chú em còn non và xanh lắm, nhìn anh đây này. Kệ cậu, tớ vẫn khởi động đây. Các bạn sẽ có thời gian hội ý, sau đó xin mời một đại diện sẽ lên giải quyết tình huống này. Vâng, các bạn đã thảo luận xong và bây giờ thì xin mời các bạn đưa ra phần giải quyết tình huống. Phương án giải quyết tình huống của chúng cháu. Đầu tiên, Minh cần bình tĩnh và nhanh chóng tìm cách xử lý tình huống. Sau đó là kết hợp việc gọi người lớn và cứu hộ xung quanh đến để giúp đỡ và giúp Lam vươn tay hoặc sử dụng dụng cụ như gậy, khăn để Nam có thể bám vào và giữ thăng bằng khi bụi chuột rút. Nếu trường hợp không có ai ở đó thì Minh cần cẩn thận tiếp cận Nam từ phía sau, túm cổ áo để kéo bạn lên. Lưu ý khi cứu hộ, cả người cứu hộ và cả nạn nhân mặt đều phải ngẩng lên khỏi mặt nước. Sau khi cứu hộ thành công, cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Nếu tình trạng sức khỏe của nạn nhân không ổn, nhanh chóng sơ cứu giúp đỡ nạn nhân. Sau đó, Minh và Lam có thể thảo luận về sự cố vừa xảy ra. Sau khi mọi thứ đã giải quyết xong xuôi, Minh có thể nhấn mạnh về độ quan trọng của việc chuẩn bị thiết bị khi bơi và việc khởi động khi có thể giúp chúng ta trơn tru các khớp, chống bong gân, chống chuột rút, kéo dài thời gian bơi, chống đau sau bơi ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời thầy giáo Vương Anh Đại sẽ có những nhận xét về phần thể hiện của đội Phương Vĩ. Với cái câu trả lời như vừa rồi thì theo tôi đánh giá là các em đạt được 10 điểm. Xin được cảm ơn thầy giáo Vương Anh Đại và xin được chúc mừng đội Phương Vĩ. Các bạn đã giành điểm tuyệt đối ở phần xử lý tình huống vừa rồi.